Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Ra đã khóc sầm à? Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này. Không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con không có sợ ma. Con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm. Cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đâu nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao sợ. Trời ơi con ơi. Con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ ông mà nghe được cái thông tin này, trời ơi, việc trước là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vô lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi, má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ hư. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má, ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi, đàn bà không có chân mày luôn á, tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi, giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu, chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy, trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Dạ. Bây giờ qua tối đêm nay nghe không? Dạ. Qua tối đêm nay đi. Dạ. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Dạ. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Dạ. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi, trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi thiệt, cái má sanh ra của hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó à. Trời ơi trời, sinh sao dần vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tông cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc thích này là có chuyện nè. Sao? Tôi khổ má. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì, dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Đi vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Gì? Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là lòi ra chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì? Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về, dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, Út có nha. Ba người mình bây nha. Giờ nè, mà không. Có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe, chỉ ba người thôi nha. Rồi, biết tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra cho tôi lo cho. Trời Út ơi, dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Một con đi ra ngoài đường con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Cái con đứng dậy, cái con có chữa. Trời ơi, ai mà la
làm vậy được con? Chị ơi bây giờ vậy nè, vậy là có chồng mà hoài còn chưa có chữa được nữa đây nè. Dì ơi bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi, nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha, con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa? Đừng cho ai biết nha. Con chim non trên cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út, bé Út. Dạ. Có chuyện nhiều ba người ở đây vui quá vậy hả? Không có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe nè má. Má khổ lắm má. Nhai. À, không, tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Gì kỳ quá. Khổ là tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ con đôi khi con quên cái giới tính của mình. Thôi được rồi má không nói được rồi. Thôi nha. Tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết này, rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta vậy Út? Thì biết rồi. Kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi ba, cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. À, trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, con Út nó có thai. Con Út nó thai. Mày chết. Đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tao rối quá, mày đừng có nhảy nữa. Trời bây ơi, giờ mày nghe má nè Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi Út ơi, sao mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được nè Út ơi. Cái gì vậy? Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá, cao sách ơi. Đi nè. Yeah. Bây giờ về nhà. Em Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có 4 người thôi. Chỉ có 4 người. Có 4 người mình biết thôi đó. Má dặn nè, con dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Ừ. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ giờ sao? Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Ừ. Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không có nói ra đâu. Dạ. Bốn sao mình biết với nhau thôi. Chỉ có 4 đứa mình biết thôi. Chỉ với nhau cũng được nói nghe không chưa. Không có được nói ra con, đâu đó. Con hứa chỉ 4 đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Bây giờ phải sao? Không có nói gì hết trơn nha. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi. Dạ. Rồi từ từ bình tĩnh nha. Dạ. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. À, chị hai. Má khổ quá. Má có làm chị khổ là lộ. Dạ dạ, không má. Có. Chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì. Làm gì khổ? Dạ. Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị dẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chị hai? Dạ. Hả? Dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi có. Nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị 20 mấy năm nay rồi. Nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý vậy? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À. Này là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Yếu sinh lý. Trời mà nơi sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi là trời, nhục quá. Mẹ. Vậy. Tới bây giờ con không biết tại sao Dượng mất con. Sao vậy? Đàn lép. Phan chứ dép cho cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à? Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Tao nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu.
Có bầu. Chị hai ơi, sao những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai. Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chứ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tụi tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem nó luộc ăn hết rộng rồi. Mà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi, tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè, bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dượng? Nó sao mà có chữa được? Chứng đâu mà chữa? Có chứng mà. Chứng ông nào của tôi chứ chứng, trời ơi. Dượng nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được? Đẻ đâu? Đẻ nách mà. Mày chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng này nè. Ôi ơi, trời. Còn Út. Còn Út nó có chữa. Trời Dượng ơi là Dượng trời ơi, Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có, mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nha con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Có chuyện nói hả Dượng? Ôi chết mẹ. Nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Bây giờ sao mày chưa Dượng có ơi? Chồng mà mày có chữa chết rồi, chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha mày mà ông biết nghe, ông cạo đầu hết cả cái nhà này, ông giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi, bây giờ sao mày khổ quá Dượng, Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần võ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn trong bão đó không hả Dượng? Thì bởi vậy nè, ông anh hai tôi giờ ông giữ nhất nhà đó mà biết một cái ông giết cả cái nhà. Biết đó. Rồi, vậy bây giờ mình phải tính kế nè. Dạ dạ, bây giờ sao giờ Dượng? Thôi được rồi, dạ, bây giờ dù gì đi nữa, tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe, tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi nói đi. Dành cho gia đình này. Bây giờ đó, anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Ừ. Nếu mà anh hai anh biết. Ừ. Thì chị nói á, với anh hai á, nếu có giết thì giết hết gia đình này chừa tôi ra. Bị tôi là rể mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Út đây, tôi sao, tôi vợ ông nè. Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi, có gì hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng nói gì kỳ cục vậy? Nói là vợ mình mà vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Ừ, ừ. Lẹ lên. Bây giờ đó, ngày mơi. Ừ. Chị với con Út. Ừ. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó, ví dụ như ông quánh mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi, Dượng hay quá, Dượng hay quá. Dượng hay quá. Nói chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng không giúp được cái gì hết. Bây giờ sao? Rồi rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. À. Phá thai đi. Phá đi. Ác quá. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai. Hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi. Tại sao chị đi rủa tôi?
chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết anh hai? Dưỡng ơi, sao vậy? Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dưỡng giận mà nói. Dưỡng ơi, khổ lắm rồi. Chết mẹ, ổng dậy rồi, ổng dậy. Mày dầm chi cho ổng dậy tí chưa? Sao má giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba đây. Dạ rồi. Đứng im đó, im lặng, im lặng. Chết ông giết. Sao tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Trời. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Cho mùa tu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ. Ở đây riết hồi cái nhà này tao không biết là ru chồng hay ru con. Trời ơi, ngủ vô trời mới ru vô má, đó, ngủ dậy. Ba bảy ngủ rồi, đừng có rần rần nữa. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này. Thôi, biết bây giờ thôi, vậy nha đi, chưa? Bây giờ tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ, mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà đặc biệt. Sao? Là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Có dí dao vô cổ cũng đừng có khai ngay vô. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi, Dưỡng ơi. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thầy? Trời ơi, nó có 5 người biết, sao chị vô trọng chị kể chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thầy là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời. Trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nha chị hai. Gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD, chữa quan mộng du. Dưỡng này. Áo Hường gì vậy Dưỡng? Bồng nó vô ngủ đi. Dưỡng nói sao vậy? Dưỡng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào mà cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ đâu có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dưỡng ơi Dưỡng. Mày đỡ nó lên coi tao ngủ đi coi coi. Long, đỡ nó vậy. Khổ quá. Thiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay. Chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dưỡng. Dưỡng này. Né ra coi. Mày giạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê mất dạy, mày nói gì bóng muộn mày? Từ từ. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói dỗi tông đường hả Dượng? Nè Khoa, vừa vừa phải phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi. Ê, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy? Hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, có chị hai nè. Bây giờ nó không nói đàng hoàng, tôi quýnh chết cha nó đó. Trời ơi, mày nói ăn nói gì? Thôi thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì? Hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nó ra đây nó nằm, không ai bồng. Thằng này thì bồng không được, tao mới bồng vô giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy đi. Mày nói cho mày biết nè, dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi, con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Mình á mình. Nóng quá mà, nóng quá. Mình nóng tính quá.
Nóng ba má. Cái chuyện đó nó nói con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy. Khoa quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửi dựa mày là BD mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đạp mày chết cha mày vợ mày. Thôi trời ơi, về. Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, Hoa xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy. Sao tao vậy? Nói cho mày biết nha, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bà bằng chị. Mà mỗi lần á bà tao mà có lỗi gì nha, bà la lên á, bà chửi tao đó, tao phải vòng tay tao xin lỗi bà vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng vậy mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ, con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có. Mộng du đâu có lây. Không mộng du. Má khổ lắm. Quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, không má có sướng gì má. Hết thôi, hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô nha. Đi, vô ngủ nít đi, vô đi, biết cái gì. Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dượng nói đâu vậy có liên được? Quan gì tới đây mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình. Cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tao tức quá đi. Con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi. Khổ quá trời. Nó chạy tụi nó quá. Nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi. Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, rồi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bếp xếp và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba, ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi. Mày đi đi mày thôi. Cha mày à. Trời ơi, bảy người biết thôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì vậy? Bây giờ sao vậy? Bình tĩnh. Xếp hàng cho tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? 2, 3. Sao vậy? Tăng 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 tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà mọi người lại tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Dạ. Ô tắc tăng 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 tăng. Ô đẹp. Đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Sao? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong 2 hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Dạ. Tăng 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 tăng.
Tại sao? Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc hả? Nín con. Dạ khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên. Nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt, nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tắc tăng tăng. Dẹp đi. Tắc tăng tăng tắc tăng tăng quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ hoài. Bà khổ lắm hoài, bà khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm mình, em đang sướng. Anh hai. Con Út nó gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Hiểu à? À anh hai à, thì... Tôi biết. Dạ. Trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Ừ? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thanh vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. Tao lại ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên trời ăn phở chi vậy trời ơi. Ghét. Cái gì mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở mà có được hủ tiếu có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy chứ sao anh mắc cười quá anh ơi. Cười gì? Dù ly. Dù ly sao được dù ly? Nó có chữa nó thích ăn gì vậy trời. Trời ơi, dù ơi. Cái gì vậy? Tại sao? Trời ơi. Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng cái gì vậy? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh hết trắng nổi rồi. Mình ơi mình. Hả? Mình giết em đi mình, em dạy con không giỏi. Mình giết em mình ơi, mình giết ba. Mà tránh ra. Ba đừng có giết má ba ơi. Lỗi tại con nè. Con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em nói đại, 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 đại đi con. Nói đại đi. Nói. Đúng rồi. Ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói. Xin lỗi ba. Dạ. Dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết chuyện gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Anh chị. Sao? Dạ, dạ. Ba. Ba đừng trách anh hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi. Ba giết con đi ba. Mình đi. Mình ơi mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh nha. Mình tin mình mà ơi, dạ. Anh hai. Cái gì? Anh hai em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi. Cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa hoàng. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi sao giết vậy? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em đi. Cái gì vậy? Em lại anh. Anh giết em đi. Em lại anh. Anh giết em đi. Anh hai. Lôi ra nè. Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tụt quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Mày đi. Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị BD. Sao? Hồng cánh sen. Tại bà hết á. Mai quần thì kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải, tôi may bà ba đó, cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình, bình tĩnh mình ơi. Bình tĩnh đi. Dạ. Thôi anh hai, đây, cả gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Ha? Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên.
cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường, lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Mày nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Gì vậy vô? Nói gì vô? Hay đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có rê nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ rê vô làm chi đồ chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy: không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? À, bỏ 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 đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà, bỏ đi. Bỏ bỏ bỏ, tôi người ngoài có biết không nghe. Bỏ bỏ. Mình ơi. Còn út. Ba ba. Bước lên đây. Dạ. Bước chậm ba. Bước lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học, tới ngày hôm nay cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên, tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh hai, câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi Dượng ơi. Bình tĩnh mình ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tôi khổ quá mà trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Thành đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Ừ. Dạ, dạ. Tại sao? Dạ, dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À, dạ. Rồi sao nữa? Hả? Anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường, tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em vì một cái được không? Dạ, dạ. Đừng có la mà. Rồi sao nữa? Không. Hả? Dạ, xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con, xong cái con không chịu, con giật lại. Cái nắm nữa? Chặt hơn nữa. Hả? Cái nắm chặt hơn nữa, con không chịu, con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn, cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Sao rảnh vậy? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có. Đâu ra mà nắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây này. Xẻo muốn chết với nó một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mà nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Mày giang ra đi. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Được mà. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi để tôi nói chuyện. Sao anh đúng? Hả? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, học trên uy tín rồi này nọ. Đặng chi nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó nha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt mày đó tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi. Tụi làm cái gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi? Tụi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền, đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội, ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về, chứ đó có ai gói đùm về không? Hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để
Tại sao đập tivi hả? Đập đi. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16, có nơi dập cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười, anh thấy không? Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dượng ơi, nói gì vậy? Dượng ơi, tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà, cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út? Dạ. Ủa? Ba má con á không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng kể cái gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nấu rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Thôi. Được rồi. Thôi. Được rồi. À, bây giờ á mở cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện là cho nó hiểu lầm thôi. Dạ. Bây giờ Sao cho mình không phải nói gì ngủ. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Dạ. Rồi đi. Có gì quá trơn á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má. Dì Dượng. Vậy mấy anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không. Xuân đã đến bên này, đến luôn bên kia. Xuân đã đến bên này rồi sang bên kia. Bà đang đứng bên đây, ngó sang bên con. Bà đang đứng bên này, đang chờ để qua bên con. Hoài ha. Chọc cái gì? Người ta nói không có sai mà. Con gái mà sắp lấy chồng hớn hở không có bắt cỡ. Giờ này sao chưa thấy cái thằng Hăng Rô Tòng nó tới vậy? Không biết làm sao. Hẹn gì có chuyện cần mà nó tới trễ là sao? Kỳ quá. Ba cho con mượn cái phone con gọi ảnh thử thôi. Nè, ủa lẹ lên. Nói gì hết à. Alo. Khỏi alo, Hăng Rô tới rồi. Trời đất ơi, kêu con kiếm cái thằng giống thông dịch ha, con kiếm cái thằng bán vàng vô chi vậy? Anh Tổng á. Anh Tổng á hả? Chú Tư không nhận ra con hả? Hăng Rô nè. À, thấy nó cười mới biết là Hăng Rô. Mà hôm nay con đổi tên rồi. Đổi gì? Con lấy tên là Hăng Rư. Trời ơi, hô riết hư răng luôn. Không phải, con liệu tên là Henry. Henry. Dạ Henry. Ừ. Dạ. Cái gì em? Anh Henry. Sao? Sao anh mặc cái bộ đồ vàng khè á? Anh mà đứng kế bên chậu bông cúc nhà em không biết cái chậu nào là bông cúc mà cái nào là anh á. Vàng lắm ha em. Vàng quá anh ơi. Vàng đang có giá mà. Tiền đô mới tụt giá. Công nhận ra Tết dứt nhà chú Tư trang hoàng. Ta mới thấy cả một mùa xuân tràn ngập vô nhà chú vậy đó. Nhưng mà con không chịu cái này. Chịu gì? Cung chúc tân xuân.
Thời buổi này rồi mà còn cung chúc tân xuân gì nữa chú. Mình phải để là Happy New Year. Có, em có nói ba em rồi là phải để Happy New Year là bị gì hôm nay nhà có người Mỹ qua mà em hỏi ba em không chịu. Hôm nay nhà mình có khách Mỹ hả chú? Ờ, Mỹ thiệt không chú? Không lẽ Mỹ Tho à mày? Tao nói cho mày biết luôn, có người giới thiệu á con Kim Chi cho một ông Mỹ. À, bữa nay á ông sẽ bay thẳng từ Cali về đây. Coi mắt, nếu mà được thì ông sẽ cưới rồi bảo lãnh nó qua Mỹ luôn. À, chú Tư nói làm con buồn đứt ruột chú Tư. Mắc mớ gì mày buồn đứt ruột? Con thấy là trong làng này nè, con trai mà tài giỏi mà coi được được á cũng nhiều lắm mà. Tại sao? Tại sao chồng gần em không lấy mà em đi lấy chồng xa vậy em? Ngặt cái á, ở làng mình á có mình anh đẹp trai nhất hà, có mình anh giỏi nhất hà. Anh biết mà. Mà tại vì anh á, anh có vợ rồi, bây giờ em muốn lấy chồng, em lấy ai vợ? Nè nè nè, đừng có nhắc đến cái nỗi đau thương lòng của anh nha. Nhiều khi tôi nói đẹp trai nó cũng có cái nỗi khổ của người đẹp trai. Chú Tư biết không, cái ngày mà con cưới vợ, con nói con gái trong làng này nó khóc hết nước mắt gì con. Nhưng mà biết làm sao giờ, con chỉ lấy được có một vợ thôi, chịu. Mày tự tin quá hả Tầm? Chắc lâu lắm rồi mày không soi gương phải không? Con gái ở làng này nó mừng là tại vì mày không lấy nó đó. À, chú Tư ganh tị rồi nói vậy thôi. Tao nghe nói là mày giỏi tiếng Anh, tao mới mời mày qua đây, thấy không? Để mày lát mày làm thông dịch giùm tao, chứ không phải mày qua đây mày đốt pháo rồi chứ mày. Đúng rồi, đúng rồi. Trong làng này là con giỏi nhất là tiếng Anh mà. Đó, đúng rồi, chú tìm con thông dịch là quá giỏi. Không phải mình anh biết tiếng Anh đâu, em cũng có học tiếng Anh á, mà em biết được có mấy chữ à. Ừ, anh nói em bao nhiêu lần rồi, học tiếng Anh nó khó dữ lắm, em phải có cái technique thì em học nó mới dễ. Trời đất ơi, học tiếng Anh mà phải test đích luôn hả? Ừ, không phải chú Tư. Mày nói cái gì mà technique ở đây? Mày nói đó, con nói là technique là cái phương pháp. À, đó. Em nè, technique không phải. À, ta hiểu rồi. Trời ơi, tại vì cái hàm răng nó không nói chữ niết được mà. Mình học tiếng Anh mình phải có cái phương pháp, mình phải biết đem tiếng Anh mình bỏ trong văn thơ mình đọc ra nó vèo 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 vậy nó mới dễ thuộc lòng em. Sao, biết không? Sao đây nè, à, chẳng hạn như hello có nghĩa xin chào. Wow. Goodbye, tạm biệt, thì thào whisper. Hay. Lai nằm sleep ngủ dreamer. Quá giỏi. Thấy cô gái đẹp, see girl beautiful, I want, tôi muốn kiss thì hôn, lift ngồi ai mắt sướng rồi, oh yeah. Học tiếng Anh là phải vậy đó. Tao nghe mà đọc tùm lum tà la tao không có hiểu, nhưng mà tao thích nhất là ở chỗ mà sướng rồi, oh yeah. Có được á. Vậy là con với của chú Tư đó là cùng chung sở thích. Em ơi em, người yêu của em tên gì? Ảnh hả? Ảnh tên Tâm Cô. Em, ảnh tên là Tom Cruise. Tom Cor... Cô. Nói tiếng Anh em phải cong cái lửa lên và mớ nước miếng ra. Tom Cruise. Tom Cor... Cô. Bỏ đi. Bỏ qua. Không được đâu. Em biết sao không? Việt Nam mình con trai nó mới có tên cu, Mỹ nó làm gì có cu. Trời, mày nói cái gì vậy Tâm? Nói thiếu rồi. Không phải, con nói là Mỹ nó không có tên cu. À, tiếng Việt nó nói cho rõ ràng, thiếu một chữ là nguy hiểm nghe không? Vậy biết. Tao hỏi mày, bây giờ mày qua đây, giờ này mày mới thực tập chừng nào mới nói được. À, thôi lát ngồi, không dịch tới đâu luôn. Rồi. Yeah. Yên tâm, không dịch là nghề của con mà. Chú Tư nhớ con Phượng ở đầu làng mình không? Phượng lé chứ gì? Đó, tao nói hôm bữa mà cổ đi lấy chồng Mỹ đó, cổ có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu. Ừ. À, đêm động phòng có mướn con về ngồi kế bên vậy đó. Ngồi kế bên để rình hả mày? Rảnh lắm sao tự nhiên ngồi kế bên rình cổ. Ngồi kế bên thông dịch cho cổ động phòng. Trời đất ơi, động phòng cần gì thông dịch mày? Trời ơi, động phòng mà không thông dịch nó biết gì đâu nó làm. Thôi mày đừng có xảo mày. Xảo cái gì? Tao nói mày nghe, động phòng á là chỉ có lên với thở thôi, có nói rồi thông dịch. Ba nãy Chắc mày thông dịch cái chỗ mà sướng rồi, oh yeah, oh yeah. Thì đó.
Coi đừng có xạo mày ơi. Ủa, cái gì vậy? Hả? Đúng. Cái gì vậy? Đâu vậy? Có điểm gì không mày? Hello! Good morning! Happy New Year! Ê, có điềm gì không mày? Ai biết đêm vậy? Tự nhiên đầu năm đầu tháng có bà Mỹ Đen đi lạc ở nhà tao vậy? Biết đâu tự nhiên xong 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 vô nhà, ai biết? Con nghĩ là bà này bà đi lộn nhà rồi. Anh Quang hỏi thì bà muốn gì mà anh vô nhà mình? Để con. Ừ, nhiệm vụ mày đó. Bà sang con coi. You! Who are you? I am American from California. My name is Tina Turner. Okay, thank you. Bà nói cái gì đó? Bà nói bà là người Phi Châu, trẻ ở Africa. Tên từ Carolina. Tên bà là Tina Turner. Tên gì mà nghe giống cá tuna vậy cha? Tướng bà này giống cá mập hơn đó chú. Vậy không phải cá mập, cá heo. Heo gì? Cá mội á. Để qua mày hỏi bà lại. Em biết rồi, chắc là cái bà Mỹ này nè, bà vô nhà mình bà tìm xác lính Mỹ đó. Bà nhớ không, hồi xưa bà kể con làng mình nó đánh nhau quá trời á, chắc là bà tìm xác lính Mỹ đó. Anh hỏi đi. Mày qua hỏi phải gì không? Rồi, để con. Are you looking for that American? No, man. I don't looking for no that American. What's the matter with you? Bà nói gì vậy? Bà nói là bà không phải là đi vô đây tìm sắc lính Mỹ gì đâu. Mày hỏi cho chi tiết hơn. Có phải là chồng bà chết ở vùng này không? Đúng rồi. Your husband died soon here. What? You know what? My husband been sick for a while, but he not died yet. What's the matter with you? What's wrong with you? Cái gì vậy? Ủa trời ơi, tự nhiên kia con hỏi cái gì, bà nói chồng bà nó phải chết ở đây đâu. Đây, em biết rồi. Cái xác á, lâu rồi, bây giờ em nghĩ chắc là kiếm hài cốt đó, hài cốt đúng không? Kiếm hỏi hài đi, cốt, hả? Hài cốt. Để anh. Cái gì vậy mày? Chú Tư, hài cốt là gì chú Tư? Thằng này ngu quá vậy? Hả? Hài cốt không biết hả? Hài cốt đó là... Là cái gì vậy con? Mệt ba quá à. Hài cốt mà cũng không biết nữa. Hài cốt là xương đó. Xương á. Trời, ai không biết hài cốt là xương? Con hỏi hài cốt tiếng Anh là gì? Trời ơi, mày hỏi tao hỏi ai mày? Mày là thông dịch mà. Con thông dịch mà cái chữ này con chưa học. Trời ơi, mày giỡn vậy mày? Mày phải nghĩ cách này lại lên. Để con. Xương phải không? Đó. Có cái xương đó. Ok. Are you looking for American bomb? What? Bomb. Oh, bones. Oh yeah, bomb. I don't looking for no bones. With you. Chú Tư ơi, bà không phải đi tìm hài cốt cái gì hết tự nhiên. Thì đúng cái gì hả? Mày hỏi bà coi. Bà qua mày hỏi bà coi, bà vô đây làm cái gì? What you want from me? I don't want nothing from you, man. Today is a happy New Year's Day, right? Yeah. You have something to eat? Yeah. We have to eat first and we talk later. Yeah! Then you go get some food. Yeah!
gì? Ôi, nè, nói gì mà dây dây hoài vậy? Tao nghe nói là như bắt đầu ăn cà ri phải không? Hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bà nói là bà đói bụng quá, cho bà ăn đi rồi bà mới nói sao? À, đúng rồi. Trời đất ơi, ăn. Mỹ. Thế bây giờ mình cho bà ăn đi. Dạ, lấy mứt mời bà đi con. À, this is mứt sen. Thank you. À, không có chi. You know what? I love Vietnamese food. Yeah, I yeah. I love so much. It's this stuff is good, you know. Yeah, yeah, yeah. You know what? Do you have something to go with it, like a cup of hot tea to go with it? Gì vậy? You speak fast. You speak slow, please. Do you have something to drink, go with this food? Drink? Gì vậy? Anh Tâm, em nghe được một chữ ti. Ti là trà đó. À đúng rồi, đúng trà. Rồi chú Tư. Bà nói cho bà uống trà đó. Cho bà uống trà đi chú Tư. Lấy trà cho bà. Dẹp. Không có trà tiếng gì trơn á. Mày biết bà là ai? Thấy không? Đủ mới vô lộn nhà mời bà hoài sao? Mày vô mày nói bà đó. Không có mời bà ăn khơi khơi gì được. Nói bà đi. Đúng rồi. Đâu có cho ăn khơi khơi gì được. You cannot eat ocean. What the hell are you talking about, man? Cái gì? Bà đòi bánh bao hả? Không. Chú Tư. Bà này Mỹ mà dốt chú Tư. Sao vậy? Tại con nói tiếng Anh gì mà bà không hiểu con nói cái gì hết. Mày nói sao bà không hiểu? Thì chú Tư kêu là đừng có cho bà ăn khơi khơi. À? Khơi khơi là gì? Khơi là biển. À. Biển là ocean. Khơi là ocean. Đúng rồi. Vậy mà sao bà không hiểu con nói cái gì? Bà bắt đầu sợ trình độ tiếng Anh này rồi đó nha. Giỏi quá phải không chú Tư? Giỏi quá. Giờ để con làm việc với bà này. Rồi. Excuse me. Stop right there. Let me celebrate New Year's first, okay? What you want from me? I want bánh chưng. What? Bánh chưng. What? Bà kêu mày bánh chưng ra đó. Cái gì vậy? Thì bà nói. Cái gì vậy chú Tư? Bánh chưng. Ba. Cái này là bánh chưng. Yeah, bánh chưng. Bánh chưng. Oh, you want bánh chưng. Bánh chưng mà tự nhiên cái bánh chưng con. Ai mà biết. Mày lấy bánh chưng cho bà ăn đi rồi. Nè. Mày biết bà là ai, thấy không? Bà vô đây làm cái gì? Thấy không? Đâu phải là mình mời hồi bà ăn hết đồ ăn ngày tao sao? À, để tao. Mày chậm quá. Chóng mặt rồi phải không chú Tư? Nhà tao chưa có mua dưa hấu mà. You. Yes. Đồ bánh chưng for you. Tao bao bánh tét. Hả? Tét. Rồi. Bả đồ tét. Giờ bánh vừa tét ra. Bả nói là bánh tét. À bánh tét. À bánh tét. Tự nhiên kiểu bánh vừa tét. Rồi. Để cho con. Rối rồi đó, tao rối rồi đó. Hello. You want bánh chưng? I have bánh chưng for you. But bánh chưng đang cúng. But why you come here? I come here because of you. You know what? My son go to get married with you. Do you know that? So I'm looking for my daughter's future in law. Anh. Mà nói gì vậy? Bà nói gì đó? Bà nói á là bà qua đây bà coi mắt con. Nếu mà được thì bà cho con trai bà qua đây cưới con. Cái gì vậy? Cưới mày hả? Không. Nói con là con chú á, Kim Chi á. Ôi. Hả? Cái gì? Không được đâu. Trời ơi, ba con không có chịu đâu nha. Trời ơi, ba nhìn bà vừa bự vừa đen. Không biết con bà bự cỡ nào đen cỡ nào đẹp. Con chết mắt là ba. Không được. Đúng rồi đó. Mày qua mày nói với bà đó. Tao chỉ làm xui với Mỹ trắng thôi. Mỹ đen á mà đẹp đẹp chút cũng đỡ. Đẻ con cũng cỡ Tiger Woods hay là Obama. Không gả con gái cho. Đúng rồi. Thằng này mày nhìn cái bà này đi. Cái nhan sắc của bà cho tôi xấu quá. Sợ quá. Nó nhìn hình như là bà là tù trưởng bộ lạc châu Phi nào. Hay là bà là cái gì chú? Bà nội của Tạc Giang. À, giống lắm.
thấy ghê lắm. Bả như vậy thì con bả làm sao mà đẹp được. Anh nói đi, nói bả đi về đi. Nhưng mà rồi phải tìm cách thằng nào bây giờ. Để con dàn ra. Rồi. Her finance. That's okay. We take care of finance for her. Don't worry about that. Oh. Anh Tông. Hả? Hình như em có học finance là tài chánh đó. Cái này là fiance. Fiance hả? Fiance. You. Her fiance will be here soon. You what? You go home. Go home. No, I ain't go nowhere. I'm gonna stay here for a long time. Chú Tư ơi, chú gì vậy? Bà nói vậy, bà nằm giả đây luôn, bà không đi. Nè bà, mày dở quá. No, bức xem. No, tà, no, tét, no, chừng for you. What's the matter with you, old man? You fools. Chú Tư ơi, chú Tư nói bà làm chi, bây giờ bà đòi ăn tô phu kìa. Bà đòi ăn cà hủ á. Cô đòi ăn tàu hủ đó ha. And you are so cheap Charlie. Mày vô lấy tiền chai cồn cho tao. Chi vậy? Xú sát cùng đó. Nó sao không? Bà xấu xả mà tao sướng mặt tao chừng. Ai kêu chú sấn sấn vô người bà chi? Bà nói cái gì vậy? Bà nói chú Tư đẹp trai. Nhưng mà hơi đê tiện. Hả? Không. Cheap là hà tiện. Không phải tao hà tiện, mà tao nói cho mày nghe. Bà ăn như vậy á, một lát cái thằng rể tương lai tao về lấy gì nó ăn. À, thấy không? Rồi. Vậy, mình đừng có cho bà ăn nữa, nhưng mà giờ mình làm sao đây? Ai mà biết? Vậy rồi, con rể tương lai của chú đâu? Hello! Come to mama! Hi mommy! Đúng rồi, con đi đúng lắm mà. Cái bà này là má mì. Mới kêu nè. Không phải chú Tư. Con thấy cái ông đó kêu bà đó là mommy. Mommy có nghĩa là xác ướp Ai Cập chứ. Thôi tôi mệt hai người quá à. Má mì em học qua có nghĩa là má đó. Để chờ em. Con này giỏi đó. Hello. Are you Tom Cú? I hear somebody call my name. Why it's so dark in here? Tom, take off your sunglasses. Oh. Okay, sorry. Okay. Okay. Oh, that's better. Ê, trời ơi, ai gặp ông sợ trơn á. Chú Tư, con người ta làm cái gì? Are you Kim Chi, my fiance? Yes, I'm Tom Cruise. I am Kim Chi. You're even more beautiful than in your pictures. Anh, ông nói gì á? You, say it again. You're even more beautiful than in your pictures. Ông nói là em chụp hình Photoshop nhiều quá cho nên trong hình em đẹp hơn ở ngoài. Thank you. This is your mother? Yes, this is my beautiful mother. Oh, beautiful. Yeah, you're very beautiful. She very handsome. Very handsome. Tom, con nói tiếng Việt đi. Bà nói gì vậy chú Tư? Bà nói gì vậy? Bà nói tiếng Việt chứ nói cái gì? Vú? Giờ này mà vú gì nữa? Bác nói được tiếng Việt hả bác? Ừ. Trời, bác nói được tiếng Việt sao nãy giờ bác không nói đi, bác để con thông dịch mỗi tay gần chết à. Không, dạ. Hiểu mày. Mày mỗi tay còn đỡ, tao sắp mổ mình với bà rồi đó. Sao vậy? Nãy giờ tao nói xấu quá tùm lum tùm la, bà hiểu hết trơn. Chú Tư ơi, chú Tư yên tâm đi. Cái phần mà chú Tư nói xấu á, con đâu có thông dịch lại. Ủa vậy sao mày nói mày giỏi nhất tiếng Anh làng này? Thì đúng rồi, làng này có mình con đi học tiếng Anh thì con giỏi nhất là đúng rồi. Thôi được rồi. Bây giờ á, bà nói tiếng Việt tao hiểu rồi ha. Tao cũng không cần mày để làm gì. Mày đi về đi. Đi về.
À, bây giờ nhà chú nói tiếng Việt hết rồi, coi như chú không cần con nữa đó hả? Dĩ nhiên. Con người của chú, bởi vì con nói thiệt á, dắt canh bỏ vỏ. Cái gì? Rồi, bây giờ chú không cần con nữa thì thôi. Trong làng này còn biết bao nhiêu người cần con đi thông dịch. Xin lỗi chú nha, lịch con bút hết từ đây đến cuối năm rồi. Không cần chú nữa thì thôi. See you again. Biết. Chú á. Cái gì? You. Sao? Never see you again. Quý. Anh Tom biết tiếng Việt hả? Vâng, kể từ lúc tôi quyết định lấy vợ Việt Nam, hai mẹ con đã bắt đầu học tiếng Việt, nhưng chưa nói được nhiều. Con tôi nó không nói nhiều, chứ tôi nói nhiều. Mà tôi chửi lộn cũng giỏi lắm. Yeah. Anh Tư biết không? Dạ sao? Tôi cho con tôi đi học tiếng Việt là tại anh thấy đó. Mấy cái thằng thông dịch như vậy, cà chớn. Tầm bậy tầm bạ. Dạ đúng rồi. Bậy. Mình hiểu lầm nhau rồi mình đánh lộn nhau. Dạ dạ chị nói đúng. Ồ má nói đúng rồi đấy. Nhiều người thông dịch họ dịch lung tung. Con vẫn nhớ lần đầu tiên sang Việt Nam, con muốn một người thông dịch viên đi theo con để giúp đỡ. Mà lúc đó là đi vào một nhà hàng Việt Nam muốn thử món mì Việt tiêm. Nhưng khổ một cái người thông dịch viên lại không biết là Việt tiêm là tiếng Anh là gì. Cứ gọi là đất lúc mà con nghĩ mãi không hiểu là đất lúc là cái gì. Mà đúng rồi, đất là con vịt và lúc looking for là đi tìm, cho nên mì Việt tìm đúng là đất looking for the noodle. Ôi chỉ có gì vậy thôi á mà anh đi học tiếng Việt á hả? Ồ, không, không. Tôi học tiếng Việt để đề phòng. Anh đề phòng gì? Ồ, em ơi, lấy vợ Việt mà không biết tiếng Việt, nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm? Vì lỡ ba xã của mình có kép, rồi kép Việt Nam về nhà. Hai người đó tỏ tình cho nhau thì làm sao mình hiểu được? Mày coi chừng nó nha mày. Cái thằng này nó khôn tổ mẹ đó. Con đừng có lo. Má canh chừng cho con luôn. Lỡ mà con dâu của má nó cạch chớn á, má sẽ bẻ tổ nó luôn. Không sao không ba? Không sao, không sao. Chị vui tánh quá. Tôi hỏi này chị đừng có buồn nha. Không. Sao chị đen thui mà đẻ ra con trắng bóc vậy? Chế Linh cũng đẻ con trắng vậy chứ bộ. Ai vậy? Thì ra nãy giờ bác á là má chồng của con á hả? À, con đâu có biết đâu, con tưởng bác vô lộn nhà. Má đẹp quá ha. Nhỏ con nữa. Má biết thằng con của má nó qua đây để lấy vợ Việt Nam, thành ra má phải bay qua liền để coi mặt con dâu của má. Thành ra khi mà má thấy con rồi đó, mà nếu mà má không thích thì má sẽ gọi điện thoại cho thằng con của má không đi qua đó. Nhưng mà khi má gặp con rồi á, con vừa đẹp mà vừa hiền mà biết nịnh hay thiệt là hay, nhưng mà có cái tội không đầy đủ thước tất. Má yên chí đi, ba con á có dạy con rồi. Ba con nói á, có lấy ai á là phải chung thủy với người đó, cho nên khi mà con lấy anh cu á, con sẽ ở với anh cu suốt đời. Hay quá, anh dạy con hay quá anh Tư. Chứ sao? Khi nào á mà anh cu chết con mới lấy người khác. Trời ơi, mày nói tầm bậy tầm bạ. Tôi giỡn đó chị, tôi đâu có dạy nó gì đâu. Ôi, ôi kỳ vậy. Anh có gì đưa cho ba anh? Xin. Ủa, thằng này là bác của em hả? Cái gì vậy? Thằng á là dùng cho con nít thôi, lớn tuổi hơn mình anh phải kêu bằng ba nha. Xin lỗi mày. Hả? Cái gì vậy? Ba anh, ba. Xin thầy của con là người bác bố, chào bố. À, bố, kêu bố. Có gì là chị là chị xui tương lai tôi hả? Đúng rồi. Chị ăn chị ăn đi. Trời ơi chị ốm ăn gì cho mập chị nha. Nè, có ăn thèo lèo nè cho nó trắng nha. Thôi tôi đang diet tôi không ăn đâu anh ơi. Ăn mứt này cho nó đen nè. Tôi muốn ăn mứt bí mà anh không có. À không có hả? À, vậy thôi. Anh đưa ba đi. Cái gì vậy con?
Thưa bố, đúng theo thủ tục bên Mỹ, con chỉ cần lấy ra một cái nhẫn có hột xoan, quỳ xuống trước cô Kim Chi và hỏi một câu, will you marry me? Yes, 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 yes. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Con không cần hỏi cô Kim Chi đâu, con chỉ cần hỏi bố mà thôi. Ủa tại sao? Vì Việt Nam có câu, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thằng này giỏi á, giỏi. Và thưa bố, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, có má của con đây chứng kiến. Con xin phép bố cho phép con và cô Kim Chi đồng phòng. Cái gì vậy? Anh, Việt Nam á, đám cưới mới được đồng phòng. Ủa, thế à, ở bên Mỹ thì ngược lại đồng phòng trước mới cưới sau. Thôi mà, ủa mà con má suy nghĩ tại sao mà con mới gặp Kim Chi mà con đòi cưới rồi? Ờ, vì Việt Nam có câu là lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Thằng hay giỏi. Thôi giỏi quá, biết nhiều câu mà tôi không biết nữa đó. Này lễ cưới ra con. Ủa sao có tàu cao không vậy? Không có tiền mặt hả? Thưa bố, con sẽ làm thủ tục đưa cô Kim Chi qua bên Mỹ liền. Ủa lễ vậy sao con? Ba không, ba yên tâm, con hứa là sẽ đưa cô Kim Chi về thường xuyên để thăm ba rất đều đều. Được tốt. Cứ 10 năm một lần. Vậy thôi hai bên đi luôn đi nha. Ủa ba, con mà đi xa mai mốt á, hai cha con mình á, hai phương trời cách biệt á, con nhớ ba lắm á, ba biết không? Thôi nhớ làm gì con ơi, qua bển gửi tiền cho ba được rồi. Không phải, tại vì á, từ nhỏ tới lớn á, từ khi á mà má bỏ ba đi lấy người khác á, tại vì ba keo quá đó. Rồi con mình hai cha con mình sống với nhau á, rồi mai mốt á con đi lấy chồng xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà ba đâu hả ba? Trời ơi, hai cha con khóc như là dưỡng hú vậy. Con xui à, đầu năm Tết mà khóc lóc trong nhà nó không có được hên. Con nó đi lấy chồng cho nó đâu có làm gì đâu, hay đi luôn đâu mà anh làm gì anh khóc lóc. Tôi có con đứa chị ơi. Đây rồi vài năm nó về thì nó sẽ đem cho anh những con cháu ngoại của anh rất là dễ thương. Mà tôi cũng có cháu nội mà tôi sung sướng hơn anh nhiều. Sao vậy? Tại vì mấy cháu nội của tôi nó giống tôi như đúc vậy. Thôi giờ mà vui mình mà đi nha. Vui vậy đó. Nè anh xui, tôi nói vẫn chơi vậy thôi. Tôi có cách để giúp anh. Cách gì? Dễ nhăn chuối gì đó. Tôi sẽ hy sinh cuộc đời của tôi để cưới anh về làm vợ. Cái gì? Về làm chồng để cho hai cha con được ở gần bên nhau. Thôi thôi thôi, thôi anh thôi. Nghĩ sao? Không được đâu chị. Xin lỗi chị, tại vì tôi ở mình quen rồi, không bước thêm bước nữa được đâu. Anh chê tôi phải không? Không phải, nhưng mà không được mà. Bây giờ tôi quyết định rồi. Double or nothing. Nghĩa là gì? Một là hai cha con anh lấy hai mẹ con tôi. Hai là mất hết. Ba, kệ nó, ráng thử đi ba. Thử đi, cha con mình mới được đoàn tụ ba. Ba không có quen ăn thịt bò. Cô bây giờ vì tình duyên của con, tương lai của con, cô ba cũng đành hy sinh cái thân già này chứ sao. Anh thấy thế nào? Thấy em nhưng hơi ngợp. Cậu quý nè. Con quyết định gì nha? Con có ý kiến, con không dám quyết định. Rồi rồi, có ý kiến thôi, con quyết định được. Rồi ba, ba vì ba kẹo quá, ba không muốn xài tiền, thôi giờ hai cha con mình làm đám cưới chung đi. Đúng, làm một lần cho nó đỡ hào. Happy family. Congratulations. Very beautiful husband. Very handsome wife. Wow, beauty and the beast. Mày nghe là biết cái mày thằng quỷ vậy.